Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh được đăng trên Sài Gòn Nhỏ có tựa đề Bí thư Thành Hồ lặng lẽ đi thắp hương cầu nguyện ở đền Đức Thánh Trần. Ngày 26 tháng 9 ở Việt Nam, tức nhằm 20 tháng 8 âm lịch, là ngày lễ dỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, cũng là kỷ niệm 733 năm chiến thắng hiển hách trên sông Bạch Đằng, khiến giặc phương Bắc kinh hồn, táng đờm. Điều bất ngờ là vào cuối giờ chiều của ngày Chủ nhật 26 tháng 9, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Thành Hồ, xuất hiện với một nhóm nhỏ tùy tùng đến thắp hương và viếng Đức Thánh Trần ở đền thờ nằm trên đường Hiền Vương, nay là đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1. Ngay sau buổi viếng đó, báo chí điện tử nhà nước lập tức lên bài nói về chuyện sẽ tôn tạo tượng đài, mang lư hương về chỗ cũ. Báo Tuổi Trẻ có bài viết xuất hiện sau 6 giờ tối, tức nội dung đã được chuẩn bị sẵn. Chờ sau khi ông Mãi từ đền thờ Trần Hưng Đạo quay về thì lên bài, nhấn mạnh rằng sau tháng 10 bớt giãn cách thì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ mời người dân góp ý phương án tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Cũng trong buổi họp báo chiều 26 tháng 9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch ở Thành Hồ, cho biết trong nhiều năm qua, tại đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở đường Hiền Vương đều tổ chức lễ và có đông đảo người dân đến tham dự. Ông Hải cũng nói rằng ngày 28 tháng 6, giới lãnh đạo cũng đã có kế hoạch tu sửa tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và cải tạo chỉnh trang công viên Mê Linh. Theo ông Hải, dự kiến ngày 30 tháng 9 tới đây, thành phố sẽ tiếp tục khởi công cải tạo chỉnh trang khuôn viên bến Bạch Đằng, đoạn từ cột cờ Thủ Ngữ cho đến đoạn đối diện bảo tàng Tôn Đức Thắng, trước đây là tư dinh của ông Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Vào giữa tháng 9, dư luận trong nước đột nhiên ồn ào về chuyện yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại lư hương một cách kính trọng cho tượng đài Đức Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng. Hầu như mọi người đều nhớ đến chuyện ngày 17 tháng 2 năm 2019. Bí thư Thành Hồ lúc đó là Nguyễn Thiện Nhân đã ra lệnh cho cầu lư hương mang đi, che chắn hành động đó bằng việc đặt một hàng rào các xe rác bao chung quanh, mà mục đích là để ngăn cản người dân tụ tập đến đây viếng và thắp hương nhân tưởng niệm ngày Trung Cộng xua quân tấn công vào miền Bắc Việt Nam, giết hại vô số người già trẻ nhỏ và hủy diệt làng xóm đô thị. Ngay sau đó, khi thấy dư luận tức giận, ông Nhân đã đưa bà Trần Kim Yến, bí thư quận ủy quận 1, ra thế mạng cho mình. Cả hai đều hứng chịu sự chỉ trích nặng nề của người dân và kéo dài cho đến tận hôm nay. Đến ngày 20 tháng 9, 2021, dư luận lại bùng lên dữ dội. Trên mạng Facebook xuất hiện lời kêu gọi chấm dứt sự bất kính với tổ tiên và buộc chính quyền Thành Hồ phải có hành động cụ thể và chịu trách nhiệm. Giới trí thức lên tiếng chất vấn liên tục. Câu lạc bộ sinh hoạt chính trị xã hội Lê Hiếu Đằng cũng đưa ra thư ngỏ kêu gọi trả lại. Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hát cho mọi người nghe một ca khúc mình viết cái lời cho cái giai điệu quen là của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.
cái ca khúc có tựa đề là Biết Bao Giờ Trở Lại. Thì đây là ca khúc nổi tiếng. Và tại sao mình viết cái lời cho cái ca khúc này là bởi vì mình đọc xem báo, thấy trên mạng người ta nói thành phố đang yêu cầu người dân có ý kiến hay là đóng góp, góp ý gì đó cho cái chuyện tôn tạo tượng Đức Thánh Trần, cũng như là về chuyện lư hương. Thì mình cũng không có biết có ý kiến gì không, phận mòn dân đen biết chút ca nhạc, cho nên thành ra là mình có viết cái lời cho ca khúc này như là một sự góp ý. Mời mọi người cùng thưởng thức ca khúc có tựa đề Biết Bao Giờ Trả Lại. Anh nói đi, anh nói đi, sẽ bao giờ trả lại để người dân tôi còn chỗ dâng khói hương, nơi dưới chân tượng để bày tỏ lòng biết ơn, mà giờ chẳng có lư hương, biết nói sao với Trần Hưng Đạo. Tôi vẫn tin sẽ có ngày trả lại. Sài Gòn ơi, sao anh còn tạm giam lư hương? Ôi Đức Thánh Trần, ngày nào còn nhang khói lên, giờ chiều về sao trống trơn, lệ nhớ thương tượng rất buồn. Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về, tượng của Đức Thánh Vương còn nguyên đây vẫn chưa rời đi. Một ngày nào đó, ai đó trong thành phố bỗng nghe lời dân tôi, biết đem trà lư hương. Tôi vẫn tin sẽ có ngày trả lại. Bạch Đăng Giang, lịch sử nào thiếu cái lư hương, nơi Đức Thánh Trần thuở nào diệt giặc cứu dân, lịch sử nào không khói hương, người có thương tượng rất buồn. Nơi Đức Thánh Trần
thuở nào diệt giặc cứu dân, lịch sử nào không khói hương người có thương. Tưởng rất buồn, biết bao giờ trả lại, và rất cáo lỗi cùng nhạc sĩ Ngô Thủy Minh.